bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 16 giờ 15 phút chiều, nhiệt độ bên ngoài là 33 độ C. Quý khách lưu ý ngồi tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không tự ý mở cửa máy bay. Hành khách sử dụng dây an toàn cho trẻ em, vui lòng để lại tại ghế ngồi hoặc gửi cho tiếp viên tại cửa máy bay. Thay mặt hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, cơ trưởng Trần Trí Hiếu, tiếp viên trưởng Hải Anh và phi hành đoàn xin kính chào tạm biệt và hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý khách có những giây phút đặc biệt ý nghĩa và nhiều cơ hội trải nghiệm văn hóa đặc sắc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dear passengers, welcome to Tân Sơn Nhất International Airport, Ho Chi Minh City. It is now 4:15 p.m. The outside temperature is 33 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to complete stop and the fastened seatbelt sign has been turned on. Be careful when opening the overhead lockers to ensure the contents do not fall out or do not leave any of your belongings behind. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by the cabin crews. Please leave the infant seat belts your seats or return them to cabin crew by the aircraft door. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Trần Trí Hiếu, Purser Hải Anh, and all crew members, would like to say goodbye to you. We look forward to seeing you again soon. Thank you, and we wish you a happy time and many opportunities to experience the distinctive culture of Ho Chi Minh City.